tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục với lại bài chương trình đại số lớp 8 cơ bản. Hôm nay ta qua một cái phần là bắt phương trình tích. Hôm trước mình đã học được những cái bắt phương trình bậc nhất rồi. Hôm nay người ta qua học bắt phương trình tích, tức là những bắt phương trình có dạng ax nhân bx lớn hơn 0, hạt nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, hạt nhỏ hơn. Thì những dạng như vậy được gọi là bắt phương trình tích. Thì ta chú ý là tích hai số dương là một số dương, ngược lại tích hai số âm và tích hai số âm cũng là một số dương, còn tích hai số trắng dấu là một số số âm. Vậy thì ta xét ví dụ, một vài ví dụ cơ bản sau thì ta sẽ rút ra được kinh nghiệm để làm bài. Giải bắt phương trình là 2x cộng 1 nhân cho x trừ 3 lớn hơn 0. Đây là một dạng bắt phương trình tích. Thì ta thấy rằng là tích hai số này là lớn hơn 0 thì sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cả hai số này đều là dương hết, bởi vì không có dấu bằng nên là nó nhận giá trị dương. 2x cộng 1 lớn hơn 0 và x trừ 3 lớn hơn 0, dấu này là dấu và ha, đồng thời xảy ra. Trường hợp 2 là cả hai số đều là số âm, 2x cộng 1 nhỏ hơn 0 và x trừ 3 nhỏ hơn 0. Vậy thì mình giải. Từ đây ta sẽ có được là giải từng cái bắt phương trình này ra. Ta sẽ được là x lớn hơn trừ 1 phần 2 và x lớn hơn 3. Trong khi cái này là x nhỏ hơn trừ 1 phần 2 và x nhỏ hơn 3. Vậy thì ta thấy là x vừa lớn hơn trừ 1 phần 2 vừa lớn hơn 3. Vậy thì ta sẽ chọn x như thế nào để nó đồng thời nó đúng trên cả hai. Thì ta vẽ cái này là x trừ 1 phần 2. Đó, rồi đây là 3. Đấy, bỏ cái này. Để thì từ đó ta thấy là những giá trị nào mà nó lớn hơn 3 thì nó phải lớn hơn trừ 1 phần 2 luôn. Còn trong khi ngược lại có những giá trị mà lớn hơn trừ 1 phần 2 nó lại không lớn hơn 3. Vì vậy nên mình chọn là x lớn hơn 3. Tương tự này cũng vậy. X nhỏ hơn trừ 1 phần 2. X nhỏ hơn trừ 1 phần 2. Và x nhỏ hơn 3. Đó. Vậy thì mình phải chọn những giá trị nào nó vừa đúng nhỏ hơn trừ 1 phần 2 mà vừa nhỏ hơn 3, thì mình chọn là x nhỏ hơn trừ 1 phần 2. Ừ. Vậy kết luận là x lớn hơn 3 hoặc là x nhỏ hơn trừ 1 phần 2, tức là tập hợp tất cả những giá trị của x là lớn hơn 3 hoặc là tất cả những giá trị của x nhỏ hơn trừ 1 phần 2. Ta xét một cái ví dụ khác. Ví dụ x bình trừ 1 nhỏ hơn 0. X bình trừ 1 nhỏ hơn 0 thì ta nói là x trừ 1 nhân cho x cộng 1 nhỏ hơn 0. Thì ở đây tương tự như vậy, tích hai số mà nhỏ hơn 0 thì một số nhỏ hơn 0 và một số là lớn hơn 0. Thì là x trừ 1 nhỏ hơn 0 thì cái số trường hợp 1 là x cộng 1 lớn hơn 0, và trường hợp 2 là x trừ 1 lớn hơn 0 và x cộng 1 nhỏ hơn 0. Nay mình giải ra được x nhỏ hơn 1 và x lớn hơn trừ 1. Nay mình giải ra được x lớn hơn 1 và x nhỏ hơn trừ 1. Rõ ràng là không có số nào mà vừa lớn hơn 1 vừa nhỏ hơn trừ 1, cái này là mình loại. Vậy thì mình lấy những giá trị x còn trong đây là mình có thể là x mình gộp lại là x nhỏ hơn 1 và lớn hơn trừ 1. Vậy kết luận là x nhỏ hơn 1 và lớn hơn trừ 1. Đó là bắt phương trình tích. Thì các bạn có thể theo dõi nhiều hơn trong những cái ví dụ khác trên trang web là geosiro.com. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng sau.